ông Trần Hồng Quang, cựu phó giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Hòa Bình vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Chiều ngày 22 tháng 8, tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hòa Bình, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và tiến hành khám xét chỗ ở đối với ông Trần Hồng Quang, cựu phó giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Hòa Bình. Trước đó, ngày 10 tháng 4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hòa Bình nhận được đơn của bà HL tố giác ông Trần Hồng Quang chiếm đoạt số tiền hơn 6 tỷ đồng của bà L. Sau khi tiến hành giải quyết, xác minh theo thông tin đơn thư tố giác, Cơ quan Công an xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 1 năm 2023, lợi dụng mối quan hệ quen biết, đối tượng Trần Hồng Quang đã vay mượn số tiền hơn 4 tỷ đồng của bà HL với mục đích xin việc. Khi được bà L yêu cầu trả số tiền vay thì ông Quang không trả. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Công an xác định vụ án trên có dấu hiệu tội phạm. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và tiến hành khám xét chỗ ở đối với ông Trần Hồng Quang để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4, điều 174 Bộ Luật Hình sự.